Dạ, Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Tiếp tục với 100 món chay đơn giản, thơm ngon, dễ làm. Thì bữa nay Quỳnh Phương tiếp tục với cái món mạch số 02. Đó là món sườn non chay, ram sả với muối đó quý vị. Đơn giản lắm, nhưng mà được cái sườn non rất là giòn, ngon ha. Mình để dành, mình ăn từ từ á, cũng rất là ngon luôn. Đó, rồi. Quỳnh Phương chấm thử mời quý vị này. Rồi Quỳnh Phương mời quý vị cùng làm nha. Để làm cái món này á, trước tiên quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương 3 miếng sườn non chay. Sườn non thường thì nó dạng khô gì nè. Khi nào mà chúng ta chế biến á, thì mình sẽ đem đi ngâm nước. Thường cái phần nước chúng ta để là phải đảm bảo ngập hết mấy cái miếng sườn non để nó mềm đều hết nha quý vị. Đó, chúng ta ăn nhẹ nhẹ nè, xuống rồi chúng ta chở bề nó ăn cái cho đảm bảo là nó thấm nước đều hết. Rồi sau khoảng 30 phút thì mình sẽ đem cái miếng sườn non lên, mình kiểm tra ăn cái đó, mình bóp nhẹ nhẹ nè coi nó mềm đều hết á, cái miếng sườn non là được nha quý vị. Nếu còn hơi cứng cứng thì mình ngâm thêm xíu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dắt cho nó hết nước này đi. À, dắt cho nó ráo nước luôn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đem cái miếng sườn non chay này nè. Mình đem đi mình tách ra. Mình xé thành những cái lớp mỏng mỏng như trước nha. Đó. Như một cái miếng sườn non như vậy thì Quỳnh Phương sẽ xé thành ba cái miếng mỏng. Mình thấy nó dày dày thì mình cứ tách ra thôi quý vị. Đó, cái miếng này còn dày dày nè. Mình Phương tách ra, tách cũng nhanh lắm. Khi mà mình tách ra như vậy nè, lát mình xé nó cũng sẽ mau hơn quý vị. Rồi cái này còn hơi dày dày xíu, mình Phương tách ra luôn. Rồi đó, mình tách xong như vậy, tiếp tục mình sẽ xé ra giống như là cái miếng khuôn mực nhỏ nhỏ ấy đấy quý vị. Đó, mình Phương xé nè. Trong lúc xé như vậy thì mình coi những cái miếng nào dày dày á, nó mình cũng tách mỏng ra luôn. Khi mà tách mỏng gì nè, lát mình chiên nó sẽ rất là giòn, mình để lâu á mình ăn nó cũng còn giòn ngon lắm quý vị. Rồi miếng này nữa là xong rồi đó. Tiếp theo là mình chuẩn bị cho Quỳnh Phương ba cọng sả, cọng dài khoảng 2 tấc vậy đó, mình đập thiệt là dập ra luôn nha, mình đập càng dập càng tốt. Quý vị xem kênh mà có yêu thích á, nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi 100 món chay ngon, đơn giản dễ làm, lạ miệng từ kênh của Quỳnh Phương hết quý vị. Đó, nếu yêu thích thì nhớ ấn cho Quỳnh Phương một like nha, và chia sẻ cho nhiều quý vị biết đến những cái món chay ngon dễ làm luôn. Cái này là Quỳnh Phương tách những cái cọng sả ra nè, tách nhỏ ra nha, đập dập dập rồi mình tách cho nó dễ. Đó, mình sẽ nhỏ hơn nữa nha. Bây giờ thì để sang bên. Tiếp theo chuẩn bị vài trái ớt, hoặc là mình sử dụng bột ớt cũng được. Rồi, cái này là hành tím, một củ. Mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Cái này mình không có cần băm ha, mình chỉ cần cắt nhỏ ra thôi. Bây giờ là mình để hành tím sang bên được rồi đó. Tiếp theo mình sẽ bắt một cái chảo lên để mình chuẩn bị mình chiên cái phần sườn non. Sườn non chay thì mình sẽ chiên ngập dầu nha. Để dầu nhiều nhiều hoặc là mình chiên từ từ thì mình sẽ chọn cái chảo nhỏ nhỏ một xíu cho ngập dầu. Mình chiên thì cái phần sườn non chay này nè, nó sẽ giòn hơn, ngon hơn. Và nó cũng ít bị rút dầu á, nó không bị mềm quý vị.
Rồi, chúng ta đảo lên nha. Rồi, bây giờ mình thấy nó vàng, nó giòn rồi đó quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đem cái phần sườn non chai vừa mới chiên mình để riêng bên. Tiếp tục mình chiên những cái phần còn lại ha. Mình chiên từ từ thôi quý vị, nhưng mà đảm bảo ngập dầu nha, để cái phần sườn non chai của mình nó được giòn á, nó không có bị rút dầu làm mềm. Rồi giờ mình thấy nó vàng rồi nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đem bỏ vô một cái tô đi ha. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái chảo này, nhưng mà bỏ bớt dầu ra nha. Mình sẽ phi cái phần hành tím nè, phi cho nó vàng lên. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần sả này vào. Các bạn sẽ sả càng nhuyễn càng tốt nha. Cho vào mình chiên. Đó. Cho ớt vào luôn, còn là ớt bột nha. Rồi khi mà thấy nó vàng vàng rồi, bây giờ cho cái phần sườn non chai vào, đảo nhanh qua ăn cái, đảo sơ qua ăn cái quý vị. Đó, cho cái phần sườn non chai với sả nè nó hòa quyện với nhau cho nó thơm nha. Đảo đều để lửa nhỏ nha. Tiếp theo mình cho cái phần muối gan vào. Muối gan thì mình sẽ chia sẻ ở cuối video nha. Cho muối gan vào để lửa nhỏ, mình đảo đều nhanh nha quý vị, để tránh nó bị cháy á. Nó đảo đều cho nó thấm hết là được. Rồi, vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình có thể đem ra dĩa để bắt đầu thưởng thức được rồi. Nó mình trang trí một xíu, mình để cái phần sườn non chai ở dưới, cho mấy cái cọng sả nó bung bung lên á, cho ở trên. Để một xíu cái này là hoa mướp á, mình trang trí cho nó đẹp mắt thôi quý vị. Ăn cái này thì chúng ta sẽ chấm với tương ớt, rất là ngon và bắt nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cách làm cái muối đó nha. Làm thì đơn giản thôi, mình sử dụng một muỗng hạt nêm. Tiếp theo là quý vị cũng chuẩn bị cho mình là một muỗng đường. Rồi, một xíu muối nha. Đặc biệt là mình có cái phần cháo ăn liền, một muỗng, mình đập nhuyễn nó ra. Mình trộn vô, vậy là xong rồi đó. Chúc quý vị thành công, ngon miệng nha.